Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Vào bếp của Miko. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một món ăn rất thơm ngon, dinh dưỡng, mang hương vị truyền thống, đó là món bánh xèo từ bột bánh xèo của nhãn hàng Miko hương xưa. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thực hiện nhé. Với một gói bột bánh xèo hương xưa 500g, các bạn sẽ chuẩn bị 1 lít nước. Đầu tiên các bạn sẽ cho nước vào trong xô. Tiếp theo chúng ta sẽ cho bột vào. Sau đó các bạn sẽ dùng cây khuấy, khuấy cho hỗn hợp tan đều là được. Tiếp theo chúng ta sẽ chuẩn bị phần nhân và các nguyên liệu ăn kèm với bánh xèo. Về phần nhân gồm có đậu xanh các bạn sẽ hấp chín. Thịt chúng ta sẽ rửa sạch, sau đó luộc và thái mỏng. Tôm luộc, sau đó bóc vỏ. Nấm thì các bạn sẽ rửa, sau đó xào sơ. Giá các bạn sẽ rửa, sau đó trộn với hành lá và một ít cà rốt đã được sắc sợi. Tùy theo từng vùng miền sẽ có những loại rau đặc trưng khi ăn kèm với bánh xèo, nhưng đa phần sẽ có là cải bẹ xanh, xà lách và các loại rau thơm. Bánh xèo sẽ ăn kèm với nước chấm chua ngọt và một ít dưa chua. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành đổ bánh xèo. Đầu tiên thì các bạn sẽ làm nóng chảo và rưới một ít dầu lên trên mặt chảo. Chúng ta sẽ tráng đều dầu trên mặt chảo. Lưu ý là chúng ta sẽ tráng dầu lên thành chảo và làm nóng cả thành chảo luôn nhé. Việc sử dụng chảo nhôm để đổ bánh xèo sẽ giúp cho bánh xèo được mỏng, giòn, xốp. Tuy nhiên các bạn cũng có thể sử dụng chảo trong dính hoặc là chảo mặt đá để đổ bánh xèo. Việc sử dụng các loại chảo này sẽ giúp cho thao tác được dễ dàng hơn nhưng vẫn đem lại những chiếc bánh xèo thơm ngon và tròn vị. Khi bề mặt và thành chảo đã nóng, chúng ta sẽ tiến hành đổ bánh. Các bạn sẽ múc một bát bột, tráng một lớp mỏng lên bề mặt của chảo. Chúng ta sẽ xoay để cho chiếc bánh của mình được tròn và đều hơn. Sau đó các bạn sẽ cho nhân vào theo thứ tự là đậu xanh. Sau đó là giá. Tiếp theo là nấm. Tiếp theo là thịt. Và cuối cùng là tôm. Sau đó các bạn sẽ đậy nắp lại. Sau thời gian 5 phút các bạn xin mở nắp chảo ra. Sau đó chúng ta sẽ xoay và làm nóng phần thành chảo. Việc này giúp cho phần rìa bánh được giòn hơn. Chúng ta có thể rưới một ít dầu vào. Khi thấy phần rìa bánh đã tróc và giòn, chúng ta sẽ gập đôi bánh lại. Sau đó các bạn sẽ lấy bánh ra khỏi chảo. Sẽ có màu vàng sáng, rìa mỏng, giòn, không ngấm dầu. Khi ăn bánh giòn tan, mùi thơm của nghệ kết hợp với nhân tâm thịt ngọt béo, ăn kèm với rau sống và nước mắm chua ngọt thật hài hòa. Với món ăn này, các bạn có thể dùng vào các dịp cuối tuần hoặc mặt gia đình đều rất phù hợp. Chỉ với một ít thời gian thì các bạn đã có một món ăn thơm ngon và đầy dinh dưỡng cho gia đình mình rồi. Thật đơn giản đúng không nào? Chúc các bạn thành công với bộ Miko nhé!